Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm nay mình sẽ quay trở lại PUBG Mobile TV. Đây là cách đọc của mình thôi, nhưng mà thật ra tên nó đây này, Soul Saga Man. Đấy, mọi người có thể tải từ trên TapTap hoặc là chuyển App Store sang bên Singapore hay gì đấy thì để có thể tải về nhá. Chứ còn bên Việt Nam mình thì hình như là chưa có đâu. Hôm nay mình sẽ đi random squad. Đấy, nãy đi chơi thử mấy trận rồi. Kiểu danh cũng bắn cũng gắt gắt rồi. Bắn toàn bị chết rồi anh em ạ, toàn bị quay chết rồi. Hôm nay chơi game này lý do là thi thoảng mình phải đổi game tí. Cái này cũng tựa tựa như game PUBG Mobile ấy. Nên mình cứ làm đổi gió cho anh em xem cái độ chán. Chứ bắn mãi PUBG mình. Thế thì bản thân mình cũng chán mọi người, có khi mọi người xem cũng chán. Rồi, không phải ngày nào cũng làm nhưng thi thoảng mình làm thôi. Chán thiệt thì người đất làm rồi, chúng ta thích đi cho nó ổn. Rồi nhảy xuống khu này này. Khu này thì bình thường khá đông đấy. Mình cũng chưa kịp ý đằng sau có người không. Rồi có tiếng, có tiếng. À, của đồng đội rồi. Ui, một tim. Một em, tớ xin. Ui, rồi dính rồi. Thằng này chắc yếu rồi này. Bay đâu rồi ta? Rồi. Trốn nhanh thế. Có thằng bị đốc bên dưới này, vẫn chưa cứu hay sao ấy. Team này chắc phải tầm 3 hay 4 thằng. Đâu rồi? Đây. Rồi xong này. Đợt trước thì mình cũng đã có một đợt mình làm clip review về cái game này rồi. Đấy. Chơi game này thì nó khá ngộ nghĩnh, khá là hay. Thì súng các thứ thì nó cũng giống hệt so với cả phiên bản PUBG Mobile. Độ giật thì cũng chắc chắn là khác rồi. Có một thằng ấy nó ở trên kìa. Giờ mình sẽ dùng cái này này. Đấy, bay lên trên trời. Đấy, kìa nó kìa. Đấy. Đáp xuống. Mày chết với ông, hình như nó chưa kịp nhìn thấy mình. Đúng rồi. Ok luôn, rơi 3 mạng, ngon quá. Số 2 và số 3 đang đi gần lại thì phải. Rồi, khi mà nhảy lên này, có cái mình thích nhất là cái đoạn mà khi nhảy từ trên cao xuống ấy. Mình có thể dùng cái tàu lượn này. Rồi, cực kỳ gọi là tiện lợi luôn khi mà mình nhảy từ trên núi xong để vào bo ấy. Đang có sự kiện nhặt cái đèn này này. Nếu đủ 5 cái thì mình sẽ được một điều ước. Điều ước nó sẽ thể có thể là ra hòm chìa khóa để mở đồ rồi ra tiền các thứ. Bên trên này này. Đấy, cái này bắn đi được xa này anh em này. Mình sẽ bắn ra chỗ kia kìa, ra chỗ phía thính luôn. Bắn. Bình thường là có những cái thẻ mà thẻ skill trong game này ấy. Hình như là nó mới ra cái thẻ màu vàng ấy. Thẻ màu vàng đấy có thể gắn được cái tàu bay với cả biến thành quả bóng, đi rất là nhanh. Không biết là trong trận này mình có nhận được cái thẻ đấy hay không, nhưng mà nếu không có thì mình sẽ làm thêm mấy trận nữa để tìm cái thẻ đấy review cho anh em xem. Lên xe, lên xe. Boss bắn đằng sau, không quan tâm. Boss bắn anh em bạn thằng, đằng sau là boss. Đây có tính đã, đối xin tính đã. Lái xe trong game này khó vãi trưởng luôn. Góc nhìn nó bị đảo liên tục ý. Không có ốp rồi. Mỗi 1249. Ôi xí như đạn. Không sao, 1-24 bắn cũng khỏe. Snap bomb. Đây này. Cái thằng cho nó bắt kia. Thằng số 4 đang bay sang kia. Đây đi kia đi kia đi kia. Anh chị bắt kia. Kêu người đi. Ngay số phía bên sau có người này. Cần nó được cơ ngâu ạ. Ôi giọng đối gái này. Nghe cứ như kiểu Thái Lan ấy anh em nhỉ. Ừ thế được. Thế anh em biết người nước nào không? Mình nghĩ cứ bị người Thái Lan ấy. Itai. Iku. Có game bạn không? Game bạn không? Từ thằng số 4 đang bắn nhau kìa. Mày may. Thằng số 4 chết rồi anh em ơi. Đợi lâu quá cuối cùng nó bị thằng kia bắn chết rồi. Đây. Ủa rồi, trượt. Mày chết tao này. Kê được không trúng, mà slap thì lại trúng. Vẩy thì trúng, chả hiểu kiểu gì. Máu đã. Mình để ý thấy cái máu bên này bơm khá là nhanh. Vẫn là 3 giây thôi nhưng mà cảm giác cái lon nước uống nó còn nhanh hơn so với cả phiên bản bên PUBG. Chả hiểu kiểu gì ạ. Mày này, dính chưa nhở? Dính một viên rồi sao ấy. Chỗ đấy nhá, bình thường đồng đội biết. Thôi, mình sẽ dùng cái này mình bay lên trời. Bay lên trời xong rồi phi sang bên kia. Chứ còn bơi sông là sẽ bị đòn bắn chết chắc chắn luôn. Ôi, thằng nào mà kiểu tay to nó sẽ bắn mình chết tươi đấy, rụng ngay đấy. Và thằng này chắc là cũng bình thường, không phải dạng tay to gì đâu.
lên thôi. Nó cái mặt về ra rồi, headshot luôn. Ừ, nhìn chạy hay không? Nói chung cái game này thì thỉnh thoảng chơi giải trí cũng khá là ok. Ngộ nghĩnh đáng yêu. Ê, rất buồn cười. Rồi không này. Còn có gọi là nếu mà trên bờ thì có thể bế được cái con xúc xích lên này. Bế được cái thằng địch đã bị đốc lên này. Kìa, đồng đội chắc đang tới. Đi con lợn, tiếng xe tiếng tiếng con lợn chạy được mà. Đúng luôn. Ê mà, bạn ơi, không nghe thấy tiếng tới đây à? Con lợn này thì nó cũng giống kiểu xe máy gì anh em. Xe máy. Ngồi hai chỗ đi khá nhanh. Cả hết. Khi mà rồi vẫn chưa clear. Ui trời ơi. Người hay boss ơi, hình như gọi boss thì phải các bạn. Đàn boss luôn. Bên này nó cũng giống kiểu PUBG thôi. Có người có mà bọn có. Rồi gạt hết. Ngon quá. Tự nhiên có mạng free đây. Thêm nữa còn cuối cùng này. Ơ đồng đội không bắn à? Ơ thì tớ xin nhá. Thơm vãi trưởng đồng đội ngay gần mà không bắn boss à? Bắn ra này. Đồ nhưng mà đồ cũng khá là ít, không nhiều đâu. Chả có cái vị gì. Đồng đội vừa ping ở phía trước mặt là có người này. Không nhìn thấy. Cái phía trước mặt thì nó kiểu phía đồi ấy, phía lên đồi ấy thì chính vì thế mà nó rất là cao. Mình sẽ sử dụng cái này. Quay sang kia cho nó nhanh. Thằng số 2 đi lên sườn dốc một cách rất là dễ dàng nhở. Ping ở đấy mà không người à? Hay chảy lên trên núi? Không biết rồi, chưa biết rồi. À, thấy rồi anh em ơi. Nó ngay phía chỗ. Ui, thôi chết mẹ rồi, không trúng kìa. Ui dồi. Đảo nó đảo như giang lạc ấy. Còn khó quá. Vừa phải nhìn đối đặt, vừa phải nhìn cái kiểu đạn rơi ấy. Chứ nó không như kiểu PUBG mình đâu. Kiểu gì mình không biết là nó có thực sự cái... Chả biết đường đạn, rồi đạn rơi cái đường đạn bay ấy, kiểu nó giống không. Nhưng mà tao phải cho mày nốt phát đã. Thằng trên này cầm ốp. Nãy mình nghe tiếng đạn ốp xong mà nó bắn mình nhưng mà mình... À con vợ à. À đây này, cái kìa. Đó, thằng này có thẻ vàng này. Thế ra thì có thể biến thành quả bóng này. Đi rất là nhanh. Thằng kia chắc dùng cái quả bóng đấy để chạy trong bò rồi. Hồn tít à. Thôi thằng kia để cho số 3 xử lý đi. Bọn chơi đồi nữa, ngoài bò kìa. Phải chạy vào trong bò thôi. Rồi xong, headshot thêm phát nữa này. Thế mà không đốc, thằng này chắc mũ 3, mũ 4 rồi. Cái chế độ này có cả mũ 3, mũ 4 nha anh em. Bắt cái đái. Không phải chế độ này mà game này. Thằng này, đây, nó dùng tàu bay này. Cái thẻ đấy có thể vừa tạo được tàu bay lại vừa có thể tạo được quả bóng. Đen nhỉ. Đen quá cơ. Thà dùng cái gì nhỉ, tiếp đất bằng chân thì có khi còn sống. Đây lại còn xong tàu lượn phát lại dùng cái trong chóng để bay xuống đất nữa thì chả chết. Ui dồi. Thêm một thằng nữa chạy bò. Chết đi em. Thằng này. Nó đâu ra này. Ui, đồ bắn đấy. Ui, con kia thì cũng 5 giây này. Và sao cảm giác như kiểu nó nhanh hơn vậy. Mày chạy đi đâu, mày ngó ai. Phải mày bắn tao không, phải tí chết ạ. Gạt luôn cho nó nhanh. Không cho nó để trứng. Đồ hết rồi nhỉ. Còn 4 thằng nữa anh em ạ. Này được cốc 8 rồi. Cái cốc 8 này kiểu rung to. Cốc 8 còn to ấy. Mọi người chưa nhìn thấy cốc 15 đâu còn to hơn nữa. Chuẩn bị phá bo thôi anh em ơi. Sát bo rồi. Cố lên. Chơi 3 trận rồi. Chưa được trận top 1 ở đâu. Chơi được trận top 1 đi. À quên. Ở trong sự kiện lần này là trong sự kiện giống kiểu thần đèn Aladdin nhá. Rồi. Chết đi.
game mới hết của tao rồi. Chết luôn. Khi mọi người đăng nhập vào game thì sẽ được chọn một trong ba bộ liên quan tới vị thần Aladdin. À quên, thần đèn chứ nhở. Sự tích của Aladdin và cây đèn thần ấy đang có sự kiện liên quan đến cái chủ đề như thế. Và sẽ cho mình mở hòm. Đấy, cái hòm đấy nó sẽ cho mình ba bộ quần áo, chỉ được chọn một trong ba bộ thôi. Bộ Aladdin này, bộ công chúa này, và bộ bộ gì nhỉ, bộ phù thủy. Mình đen quá, vào đúng cái bộ phù thủy. Nói chung là cũng không phải là xấu lắm, nhưng mà mình thích hai bộ kia hơn. Ui giời ơi. Rồi, hai cốc kê đây. Chết lại rồi. Ui thằng này yếu lắm rồi anh em ạ. À nó bị đốc rồi, may quá. Mai giờ mai ra mùa mới. Em ra mùa mới nó phải kể danh các kiểu. Có khi chắc phải tầm 2-3 ngày mình không ra được clip, anh em thông cảm nhá. Ok. Có thằng chạy đây. Mày chết là dính kia rồi. Ui dồi ôi, đèn thế anh em ơi. Chạy chậm thêm tí nữa phải ngon không? Chết mặt mình, chết mặt mình. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, xong. Thằng dưới nữa. Ui dồi, được con vợ cho anh em ơi, 17 kill. Mọi người xem clip thì hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh cho mọi người nhá. Nếu bà thích kiểu ấn tượng game này thì thỉnh thoảng mình sẽ làm clip cho anh em xem. Anh em xem cái đứa tiếng đâu gai tí đúng ảo ấy. Nghe như kiểu tiếng Thái Lan chứ nhở. À quên, mua hay là bán hạt thì qua shop của mình nhá. Ghi ở trên trang web tonysama.vn nhá. Tonysama 17. 17.